say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for it had been for you. Got that on your shoulder. You ain't got more right to lead eyes on. So just shine. Chim trời hoa
ca. Tình thắm nồng là dí đôi môi anh trao nụ hôn này, trao em luôn con tim đã từ lâu vì anh mà đến. Hứa sẽ mãi bên nhau rồi mãi mới không phôi phai đâu, cuộc đời này dành riêng đến em. Ngày gì dằn lâu bên đời này cũng trống qua mà thôi, sống có phong ba thì tình mình như đó hoa. Nỡ xưa đời màu hồng môi tiếc tha, có đôi ta như chim trời hoa ca.
Trần Dưỡng Dục. Thưa quý vị, và giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón song tân phụ mẫu của đôi tân làng và tân nguyên gương của chúng ta ngày hôm nay. Đại diện phía họ nhà gái xin mời ông bà Đinh Văn Chít, bà Đinh Thị Xoay là song thân phụ mẫu của cô dâu Đinh Thị Thanh Thảo. Chúng ta cùng tiến về sân khấu và đứng bên cạnh cô dâu Thanh Thảo ạ. Là sự có mặt đông đủ của những nhân vật chính trong buổi lễ vui vẻ của ngày hôm nay. Đó là đại gia đình hạnh phúc của ngày hôm nay. Thưa quý vị, như là giới thiệu ban đầu của chúng tôi, sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị các quý ngày hôm nay, đó là niềm vui và là niềm vinh hạnh cho đại gia đình hạnh phúc họ nhà gái và họ nhà trai ngày hôm nay. Chúng mình sau khi MC hôm 1, 2, 3 nghe khẩu hiệu của MC thì cả hai gia đình và cô dâu chú rể sẽ cùng cúi chào ra mắt toàn thể quý vị các quý nha. Chúc mừng hôm nay sum họp chúc mày tình đông một khách nghĩa dày trăm năm, và kể từ giây phút này đây thì cô dâu và chú rể của chúng ta đã bước sang một trang mới, đó chính là một trang cuốn sổ của đôi vợ chồng. Và ngày hôm nay đó chính là ngày lành tới tốt chào cầu để chờ, là ngày bách niên hảo hợp vàng bạc tinh tú giàu hòa, là ngày ông Tơ và bà Nguyệt đã chính thức kết tóc xoay duyên cho đôi ngương nên duyên chồng vợ, và giờ đây có được một cuộc hôn nhân mỹ mãn và hạnh phúc rạng ngời. Chúng ta không thể không nhắc đến những công ơn công lao thật là lớn lao của người cha người mẹ. Tình yêu thương mà người cha người mẹ dành cho những đứa con yêu thương của mình là tình yêu vô bờ và không bến, có thể nói cao nhiều núi Thái Sơn mà rộng thì như đại dương mênh mông. Thưa quý vị, và ngày hôm nay được nhìn thấy những đứa con thân yêu của mình ngày nào vừa trong vòng tay yêu thương của người cha người mẹ, và giờ đây đã thật sự chấp cánh niềm hạnh phúc cho riêng mình. Và kính thưa toàn thể quý vị, cho tôi được mạn phép được thay lời đại gia đình hạnh phúc của họ nhà gái, bởi vì lúc bây giờ đây thì bác họ nhà gái đã ủy quyền lại cho MC. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày vui hạnh phúc của hai con, hai cháu của chúng tôi. Đó là niềm vui mà chúng tôi đón nhận trải qua bao thời gian, bao tháng năm trầm, bao tháng năm thăng trầm, trải qua bao bão táp phong ba, chúng tôi đã nuôi dạy cho những đứa con. Giờ đây thì những đứa con của chúng tôi đã trưởng thành và đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, và đó là lựa chọn chính đáng mà chúng tôi đã từng được nghe, được thấy và cũng được chứng kiến. Và giờ đây nhìn thấy hai con cùng với nhau tay trong tay cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho riêng mình, người làm cha người làm mẹ đều cảm thấy hạnh phúc vô bờ trăm năm và hạnh phúc của đôi lứa trong ngày hôm nay. Xin mời. Với cái toàn thể quý vị, và như những dòng cảm xúc của họ nhà gái và họ nhà trai của đại ý viên lại cho MC, một lần nữa chúng tôi sẽ gói ảnh trong câu chuyện tình yêu của cả hai gia đình dành tặng cho những đứa con thân yêu của mình ngày nào giờ đây đã lớn khôn nên ngợt. Và giờ đây, kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được thay lời đại gia đình hạnh phúc của hai họ nhà trai và họ nhà gái, một lần nữa chúc mừng sự có mặt đông đủ toàn thể quý vị, lời cảm ơn chân thành, chúc mừng sức khỏe, chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng, phát tài phát lộc, lộc vào thì như nước sông nạ, lộc ra thì như giọt cà phê bằng mề. Chúc cho toàn thể quý vị ngày hôm nay một buổi tiệc không say không về, và chúc mừng cho toàn thể quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu ca nhạc để chúc mừng hạnh phúc cho hai con của chúng tôi thật nhiều hơn, và cùng nhau ở đến tầng phút cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúc mừng cho toàn thể quý vị, chúng ta tràn đầy niềm vui, quy lên những ly rượu, những chai rượu sâm anh tình yêu, chứng minh cho tình yêu thật đẹp và lãng mạn của đôi lứa trong ngày hôm nay. Xin mời cả hai em chúng ta sẽ cùng cầm chai sâm anh ạ. Xin cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đứng sát vào nhau ạ. Xin mời chú rể chúng ta sẽ khui cái chai sâm anh ạ. Và đây chính là giây phút thì chúng ta sẽ cùng được chứng kiến cô dâu và chú rể sẽ cùng thắp lên những ngọn nến lung linh của tình yêu nồng cháy, trao cho nhau những âm thanh dịu ngọt của cuộc đời. Thưa quý vị, giờ đây cho dì chai rượu sâm anh tình yêu đầu tiên đã được cô dâu và chú rể cấy đồng thành công, và giờ đây những giọt rượu hồng, những giọt rượu sâm anh tình yêu đã được tuôn trào trong màng sương trắng của trong thắp ly tình yêu, chứng minh cho tình yêu của đôi lứa đã thật sự yêu tuyệt đẹp và lãng mạn, nồng hàng như hơi thở của mùa xuân, đẹp như đóa nhị hoa nhài, trong như nước suối ban mai giữa suối. Thưa quý vị, và giờ đây những ngọn nến lung linh tạo nên một khung mặt tình yêu huyền bí diệu kỳ, tạo nên bao điều hấp dẫn ly kỳ ở cõi đời này.
đã được cô dâu và chú rể thắp nước để tưới cho tình yêu luôn được tươi thắm, mật ngọt để tô điểm cho hương vị của cuộc sống mai sau, cùng chung bước đến mai sau, ý chung chung thủy sắc màu tình yêu. Thưa quý vị, quân về quốc đất trồng cao, để thảo trồng kẻ rơi trầu một bên, hôm nay trầu nọ lớn lên, cao kia ra trái thì đôi lứa đã nên vợ chồng. Thưa quý vị, và giờ đây là những giây phút cô dâu và chú rể đầu tiên, sẽ mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên những đấng sinh thành của họ nhà trai trước ạ. Xin mời cô chú đứng sát vào nhau ạ, đứng sát vào nhau ạ. Rồi, xin mời cả gia đình chúng ta đứng sát vào nhau ạ. Xin mời cả cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng cao và cha mẹ hai bên chúng ta sẽ đón nhận ạ. Cha mẹ hai bên chúng ta đón nhận ạ. Vâng, xin được cảm ơn chân thành của chúng ta sẽ đưa tay ra đón nhận những ly rượu báo ơn báo hiếu của những đứa con thân yêu của mình ạ. Xin mời ạ. Xin đứng giữa ạ. Cô cho chú rể xin lùi một chút ạ. Xin mời cả hai gia đình chúng ta tiến về phía trước ạ. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta lùi phía sau ra một xíu ạ. Xin mời cả hai gia đình chúng ta sẽ cùng đứng khép lại vào nhau để chúng ta cùng ly với nhau ạ. Đã và đang có mặt trong buổi lễ hôn trường tiệc cưới ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng ly cầm ly được không nào, để cho tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng cùng chén chúc mừng cho ngày hạnh phúc tâm đàm của đôi lứa ngày hôm nay được không nào. Ly đâu ly đâu. Chúng mình sau khi MC hô 1, 2, 3 cả hai gia đình chúng ta sẽ cùng cùng chén chúc mừng cho sự hạnh phúc của đôi lứa và cùng được tri ân cho tổ thể cái vị khách quý đã có mặt tại chương trình ngày hôm nay được không nào. Nhau cùng nhau san sẻ những cay đắng ngọt bùi của cuộc đời, cùng nhau dạy dỗ cho nhau những cái bắt tay ạ. Xin mời cả hai gia đình ạ. Rồi cameraman chúng tôi sẽ ghi lại những quay khách này ạ. Xin mời ạ. Xin cảm ơn rất nhiều, quý vị vỗ tay thật lớn cho cả hai gia đình được không nào. Thưa quý vị, hôm nay kết bái tình thông gia, mừng cho hai họ đầm đà tình thâm, bên duyên kết nghĩa trăm năm, dâu hiền dễ thảo được lòng mẹ cha. Một lần nữa chúc mừng cho ngày hạnh phúc của đôi duyên ngọc, chúc cho cả hai gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và luôn chăm lo về cuộc sống cho hai đứa con thân yêu. Và giờ đây chương trình buổi lễ vô phi của đôi lứa đã khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn những ekip chương trình và xin cảm ơn sự có mặt hiện diện của đông đủ toàn thể các vị khách quý, ông bà cô dì chú bác, họ hàng thân hữu, bạn bè xa gần đã có mặt đông đủ tại nơi đây để cùng được chứng kiến buổi lễ vô quy của cô dâu Đinh Thị Thanh Thảo sẽ chiên cùng với chú rể Đinh Văn Quân của chúng tôi trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều, chúc toàn thể các vị thật vui và thật là ngon miệng, và xin mời cả hai gia đình cùng trở về bàn tiệc danh dự thân yêu để cùng giao lưu tri ân của toàn thể các vị khách quý hôm nay. Xin mời quà. Đầu tiên là phần quà của ba mẹ của cô dâu thân yêu ạ. Hành trang quý giá và vô giá nhất mà đôi lứa đã nhận được từ cha mẹ của mình trong chặng đường xây dựng tương lai và hạnh phúc gia đình của riêng mình trong chặng đường tương lai. Xin mời cả bố chúng ta đứng sát vào con rể của mình nữa ạ. Cùng nhau chung trang chung gối mà chung trường với nhau, và họ cùng nhau quyết đến mai sau để xây dựng hạnh phúc trọn đời quý chung. Tất cả có danh sách để trao những phần quà, chúng ta phải cùng chuẩn bị và đứng phía sau, đứng phía bên cánh gà của chương trình ngày hôm nay để trao quà được không nào? Và phần quà của ba của cô dâu đã được trao lên ngón tay áp út của chàng rể hiền của mình ạ. Xin mời cả gia đình chúng ta đứng sát vào nhau đi ạ. Vào nhau ạ. Rồi, cameraman sẽ chụp lại ghi lại những hạnh phúc đây ạ. Quý vị chúng ta một tràng pháo tay cho ba mẹ của cô dâu. Và đặc biệt chúc mừng cho cô dâu và chú rể đã nhận được phần quà rất là hạnh phúc ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. 1, 2, 3, chúc mừng. Và tiếp theo xin mời quà nữa ạ. Xin mời cả cô dâu chúng ta sẽ cùng đưa tay ra đón nhận quà của anh ba đi ạ. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho anh ba cô dâu. Cảm ơn anh ba cùng kiếm phần đẹp trai và phong độ. Và quý vị, và giờ đây đặc biệt hơn nữa là niềm hạnh phúc đã thể hiện trên khuôn mặt của anh Tư. Thế ông nào luôn nở nụ cười phải nói rất tuyệt vời. Quý vị vỗ tay trao quà thì phải nói rất là tuyệt vời và rất là xinh trai đẹp gái. Xin mời chị gái thì chúng ta sẽ cùng đưa tay ra đón nhận đi ạ. Cười thật tươi ạ. 1, 2, 3 chúc mừng. Cảm ơn quý vị vỗ tay thật lớn cho bạn Nhi được không nào. Thay mặt cô dâu và chú rể cảm ơn rất nhiều. Biến hình đồ hạnh phúc giờ đây đã có mặt tại sân khấu hạnh phúc của đôi lứa của ta ngày hôm nay để trao những phần quà thật sự hạnh phúc và tình ái nhất dành tặng cho đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo xin mời quà của người thân thường.
Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Và tiếp theo xin mời quà của mẹ Trào. Mẹ Trào sẽ đứng sát cùng với cô dâu chương trình sẽ chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm trong ngày hôm nay. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, và dưới đây đó là quà của bé Hà, của cô gái rất là xinh đẹp, tươi tắn, rất là dễ thương đấy quý vị. Và chúc mừng cho dâu và chương trình đã nhận được quà của một cô gái rất là xinh xắn, là người em của hai chị trong này. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng đưa tay ra để đón nhận những phần quà hết sức ý nghĩa đến từ những người xin mời rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu Phong cũng rất là xinh tắn và luôn nở những nụ cười rất là tươi trên đôi môi của mình ạ. Chúc mừng cho đôi lứa đã nhận được quà. Và tiếp theo xin mời quà của đứng cạnh của đôi lứa ngày hôm nay để trao những phần quà hết sức ý nghĩa của mình trong ngày hôm nay ạ. Để chúc mừng chương trình hạnh phúc của hai anh chị của chúng ta ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo xin mời quà của bé Thanh Quy, Thanh Viên ạ. Như mẹ trao lại phần quà của mình về ngày hôm nay thì không thể vui lên sân khấu vì lý do bất khả kháng được tượng trưng cho cái đẹp. Và giờ đây xin được chúc mừng. Và tiếp theo xin mời quà của giờ đây chị Bảo đã dành những phút thăng hoa hạnh phúc dành tặng cho hai em qua những phần quà của mình. Xin mời chị Bảo sẽ được cùng đứng sát vào cô dâu chú rể để cho cameraman ghi lại những khoảnh khắc này ạ. Cảm ơn rất nhiều. Tiếp theo xin quý vị chúng ta dùng một tràng pháo tay thật lớn để được chúc mừng. Chúng ta tạm biệt một lần nữa, tiếp tục và con mai con đào bền vã. Cùng tiếp lại chương trình trao tặng quà cho dâu rể của chúng ta ngày hôm nay. Đó là phần quà của em Hóa. Chân đàn cho anh hai chị của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin mời camera viên chúng ta chụp lại cùng lưu lại hình ảnh này ạ. Niềm hạnh phúc để cùng đến với chương trình ngày hôm nay và cùng ngắm nhìn chứng kiến. Chúng ta có thể thấy niềm hạnh phúc của cô dâu và chú rể trên đôi môi và mi mắt, rất là hạnh phúc khi nhận được phần quà, rất là hạnh phúc của tất cả quý vị. Một lần nữa chúng tôi sẽ được chân thành thay mặt cô dâu và chú rể, thay lời của cô dâu và chú rể sẽ được chân thành cảm ơn những phần quà tràn đầy ý nghĩa. Và đôi lứa xin chân thành cảm ơn rất là nhiều sự hiện diện của quý vị đã chứng kiến trong buổi lễ ngày hôm nay. Và xin hứa cùng với cả hai gia đình của toàn thể quý vị sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc tương lai, cùng nhau sắc son vì một câu thề hứa hạnh phúc đầm đầm, và sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc mãi mãi cùng với nhau, cùng kề vai sát cánh đi hết con đường tình yêu và niềm hạnh phúc. Xin chúc cho toàn thể quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành đạt. Chúc cho tất cả quý vị ngày hôm nay không sai không về. Và xin mời cả tăng lang và tăng gia nhân của chúng ta ngày hôm nay cùng trở về bàn tiệc chất dự để chúc mừng hạnh phúc cùng với toàn thể quý vị khách quý. Rượu hồng mình cùng nâng ly. Nhau đôi mắt long lanh nụ hôn tràn đầy, bao năm gian lao giờ đã có dư anh về cưới em. Ruộng đồng có bay ôi là lướt con sông, ba má anh đây đang nôn co cháu bồng bồng. Bước 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 vô đời em, làm lòng anh thấy cô đơn tan biến dần. Hồ điệp uyên ương mình dần nén hương cầu cau, vợ chồng cố gắng một mai ta sang giàu. Rượu hồng mình cùng nâng ly. Khí rộn ràng kiểu vàng rước dâu bưng mâm phô như Tết, bà con lối xóm ăn cưới cũng mừng cài bông chúc phúc, nhét thùng tiền còn chưa hết pháo hoa rực rỡ ai cũng chúc cho đôi mình sẽ năm mừng đứa bé vuông nữa là song sinh. 1 2 3 vô chơi tới bến đi bay tính thiên viên tiền định trên sắp đặt cho đôi mình. Bước 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 bước
vui sướng em ơi xây đắp thêm tình yêu. Mai này đây em sẽ gọi anh là chồng mới, rượu hồng duyên kết phu thế trọn đời mình em thôi. Rượu hồng mình cùng nâng ly em ơi, hai ta về chung ngôi nhà. Thưa má thưa ba con xin trao tình nàng kết hoa. Kiếp sống sen giàu cùng xây mong tình yêu không đổi thay. Cuộc đời này anh sẽ bên em cùng ta chẳng hoa vai. Chú một mình trên phố năm xưa, là bước
Hãy đến với nhau một lần nữa.
chồng đôi khi tan thành đám rơi mát trong hoài mê đất đê và cùng hát Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sau lá mầm non ta vương người người hay còn trẻ em trên còn gió mái lên lên em chung nắng hòa đường cuối nay bước đến ta tâm hồn lòng gió xây đời tương lai Oh, 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 oh
một vài nơi nào. Với trái tim ta thật quen. Bye-bye.
Thank you.
những tin nhắn sẽ đã trễ. Anh như món đồ thức lạc, không có nơi trả về. Nhưng nếu không mất thì sẽ không tìm được gì đời là thế. Hãy